Thơm quá. Bạn biết ăn có ngon không đây? Đó các bạn ơi, thấy không các bạn? Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình các bạn. Ngày hôm nay anh em mình thưởng thức thêm cái loại cá này nữa nha các bạn. Cái này là ở chỗ mình kêu bằng con cá nhắm giống nha các bạn. Các bạn biết tại sao kêu cá nhắm giống không? Tại vì cái da đó các bạn, cái da nó nhám nhám như là cái tờ giấy nhám mình vậy đó các bạn. Nên người ta gọi là con cá nhắm các bạn. Đây nè các bạn. Đây là hai cái mang nha các bạn. Nè các bạn, giống hình người các bạn. Hai cái mang nữa nè các bạn. Đây. Đây là lỗ mũi nó thở đây các bạn. Theo tôi nghĩ là gì đó. Đây các bạn. Con này tầm 4 kg nha các bạn. Đây các bạn. Đây giống mặt người không? Rồi, ngày hôm nay anh em mình thưởng thức thử con này xem nó ngon không nha các bạn. Cái này là thuộc họ cá mập nha các bạn. Cái này là thuộc họ cá mập. Mà tôi nghe người ta nói là nó tanh dữ lắm các bạn. Đây ngày hôm nay mình ăn thử coi nó tanh không nha các bạn ơi. Đây. Con này mình phải mà trụng nước sôi nha các bạn, để mình cạo cái lớp da mà da nó nghe các bạn. Gì cá đó các bạn. Đây các bạn, sau khi cạo xong hết trơn các bạn, mình khứa vậy nè các bạn, mình khứa mà cho mình ướp cho nó dễ thấm nha các bạn. Còn bữa nay mình nướng nghệ nha. Bữa nay mình đang ướp nghệ nè các bạn. Ra đi, ngồi cho nó dứt dứt. Lửa vậy? Ừ, thì nhím lẹ lắm, lửa thì lẹ. Nè. Tắt đàng hoàng nghe ha. Thay cái đầu thôi. Ừ. Sao lít sao đầu cho đẹp. Mà nóng ăn thì hồi nó nướng luôn. Ướp xong rồi, bắt đầu mình để đây để ướp cỡ tầm 10 phút nó thấm rồi mình bắt đầu mình nướng nha các bạn ơi. Lật ngang đi ha. Giống đậu đi phá lạc các bạn ơi, đốn cái gừng ra luôn rồi, đang kiếm củi nhóm lửa các bạn ơi. Hình như báo động cháy gừng là cấp độ 4 rồi đó anh em ơi, độ 4, độ 5 về đó. Đây các bạn, mình phải nhờ tới cô hồn gắt đảng nè các bạn ơi. Về ăn con cá này mới hết các bạn ơi, cá này nhiều quá. Đây mình lót mấy con xả lên cho nó được có khét nha các bạn. Rồi các bạn đem lên. À, chuẩn bị nướng thôi các bạn ơi. Chuẩn bị nướng thôi các bạn ơi. Để đây luôn hả? Ừ. Rồi đây các bạn. Chừng là chín. Rồi cái mấy cái gì cá mập này các bạn. Cái này là họ cá mập nha các bạn, chứ không phải là cá mập. Cái này là chỉ là dòng họ bên ngoài xa xôi các bạn ơi. À, cái đầu này vừa lại nấu lẩu các bạn ơi, chứ không có nướng cái đầu được các bạn ơi. Thì mình chỉ nướng cái mình thôi. Thơm. Thơm quá các bạn. Thơm quá. Mà không biết ăn có ngon không đây. Đó các bạn ơi, thấy không các bạn? Cái nữa đó các bạn ơi, cho nó mau chín các bạn ơi. Ồ các bạn thấy không? Đá chim dựng mà đứng lên đấy.
đứng lên mình không. Đó các bạn, gì à? Đứng đúng như cho nó dựa vô con bên đây nè. Cách ấp cho nó ra hơi. Mình dựng đứng con cá anh Hoàng, hai bên chưa chín các bạn ơi. Nó chỉ chín hai bên lưng không ạ. Ôi trời ơi, thơm mùi xảo quá các bạn ơi. Cái đầu mình đem đi vô nhà các bạn ơi, ngày mai mình làm lẩu. Ra từ khoanh các bạn ơi, cứ để nguyên con vậy nướng chắc ở trong nó không chín này. Không đứt à, khó đứt rồi đó. Ở trong chưa chín, các bạn thấy không? Hai bên không chín mà trong mình chưa chín các bạn. Đó, mình cắt ra cho dễ nướng các bạn, mình cắt ra gì cho nó dễ nướng. Không, còn ấy thì chạy vô lấy cái dao. Được. Cái để hư cái kéo rồi. Dạo này nhà còn khổ lắm đấy. Cắt phanh thôi, cắt hai phanh lượt. Đánh. Ấy phanh đó ra, cắt cái đó ra, bé. Đó, nó bị khứa xéo á. Khứa xéo à? Khứa bị xéo à. Không quá. Anh giữa nó không chín ha. Đúng rồi. Này các bạn thấy không? Chín hai bên này, còn cái giữa này chưa chín các bạn. Chào mấy tôi lên đèn nè các bạn. Tối dữ rồi các bạn ơi. Chắc mai đem đem thêm hai cái kéo vô á. Ôi, cắn xương á. Cắn xương, ôi. Nãy giờ khi phương án thứ hai là đem cái thớt với cái dao qua đi không chịu đâu. Giờ lại cắt gì rồi. Này các bạn thấy không? Để trong khi chờ đợi mình làm chén mưa các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, xong rồi. Ngon quá bạn. Đây các bạn. Trong khi đợi 2-3 tiếng đồng hồ cũng gần chín rồi các bạn. Tôi chở các bạn coi nha. Thấy không? Mình kiếm mấy cái miếng nhỏ nhỏ này chín rồi nè. Giờ chưa chín nè. Chưa chín à, chín này các bạn ơi. Đây các bạn thử con cá cái các bạn. Cá tanh quá các bạn ơi. Cá tành quá. Để nướng thiếu đâu bạn. Mình quá. Để tí được thôi. Em mình thử cái gì các bạn. Cái gì cá mập. Nói bởi vì gì cá nó mất tiền phải. Ngon quá các bạn. Sợi. Các bạn. Cái gì cá này các bạn. Ngon quá. À, thấy chưa? Bỏ cộng sợi rồi nó dính. Ngon quá bạn, cái gì ngon quá. Thịt nó tanh quá bạn mà cái gì nó ngon. Được rồi mấy hi ơi. Cũng còn tanh các bạn. Nè, được rồi mấy Hi ơi. Ăn bữa. Gì ngon vậy. Mướn rồi. Cái gì ngon thiệt các bạn. Cá mập ngon quá. Đúng rồi. Cái gì nó ngon. Cây gì nó ngon.
À, gì ngon quá. Cá nha. Cá mình phải dòm cá, cá nó ngon. Khi con này chỉ ra với cá mập thôi mà chỉ ngon. Nó giòn. Miếng này tài chết. Miếng nhanh đi không? Đó. Ăn ngon mà. Ngon quá. 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 Được không em không? Các bạn ơi. Lạ mà ngon quá. Tiền quá. Nó quen dẫn. Ngon á. Ừ. Kẹp thêm miếng cá vô nữa. Công nhận cay thiệt các bạn. Vậy là yếu rồi đó. Yếu rồi đấy. Mấy bự. Mấy miếng khô khô ăn thôi. Đốt tan thôi. Ngon. Khô cũng ngon. Vô các bạn ơi. Rồi rớt cá ra ngoài rồi kìa. Xuống hông quá. Thơm, ngon, ngọt. Thơm nhà đâu? Nặng không? 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 Nặng cuốn hơi thiếu toàn cuốn hơi nhỏ cuốn hơi nhỏ bạn thấy cuốn cái cuốn nữa kìa cái bắp tay vậy đó nè cái bắp tay tôi đó các bạn tôi có biết con đổ ra nữa để cuốn kìa nhìn ăn nghe các bạn cuốn hơi xíu. Cô khô ăn mới đã này Phương à. Đó, còn ướt á. À, miếng này. Cá này thường thường người ta làm lẩu các bạn. Làm lẩu cho nó bớt cái mùi tanh các bạn. Tại thường thường cá này á, là hỏi cá mập ăn ăn sống không các bạn. Ăn thịt sống không mà nên nó tanh dữ dời lắm. Chỉ có mấy ăn bệnh hoạn như mấy mình chống dịch trong đây rồi mới ăn đồ nướng nữa các bạn. Cà chín rồi kìa. Dịch bệnh giờ dịch bệnh nhiều quá rồi bây giờ mình trốn vô rừng mình nướng luôn các bạn ơi. Không quên chắc cà quá nghĩa này các bạn. Chắc cà điện thoại nha quý vị ơi. Đầu nướng mà thiếu chắc cà thua. Vừa ơi. Quá thơm. Các bạn hãy nói ăn không các bạn. Cái chín rồi.
Thì bữa nay ăn ngon quá. Cá này còn gì bằng nữa. Mắm này ngon à. Nhớ đẩy lên. Mưa mốt nữa rút như vậy nè. Mưa ớt mình chỉ để dành lên nướng mồi ha, mưa ớt. Và có ướp gia vị được nữa mưa ớt. Tối này các bạn. Thấy luôn à. Bóng ai vậy? Gửi má. Mình để nên phí phạm thức ăn như vậy. Cố gắng hết lưu lưu luôn, không nghe nói nữa. Bó bún bún nhỏ xíu à. Rồi, clip mình đến đây là hết rồi nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào clip tới các bạn. Tạm biệt các bạn.